Tẩy tế bào chết đô 225 ml được biết đến là dòng tẩy tế bào chết có hỗ trợ làm sạch là loại bỏ đi bụi bẩn. Hiện nay dòng sản phẩm này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chị em ở trên nhiều diễn đàn làm đẹp. Để có thể hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm tẩy da chết body đô 225 ml này, bạn đọc cùng theo dõi video sau nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Không phải bỗng dưng mà các chị em đều được khuyên rằng duy trì việc tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 lần một tuần. Theo đó dòng sản phẩm tẩy tế bào chết đô 225ml có nhiều ưu điểm tuyệt vời, như là cơ chế tài sinh của làn da sẽ là tự nhiên theo các chu kỳ tế bào cũ chết đi thì cũng là lúc mà các tế bào mới cũng được tạo ra khi những tế bào chết không được loại bỏ mà bám lâu trên da thì rất dễ hình thành nên các tế bào sừng dày điều này sẽ khiến cho làn da của bạn trở nên xỉn màu thô sần mà mất thẩm mỹ chính vì thế điều trước tiên đó là tẩy tế bào chết giúp bạn lấy lại sự tươi sáng cho làn da khi đã bước vào độ tuổi càng cao thì khả năng tái tạo của làn da cũng trở nên chậm dần nên loại bỏ đi tế bào chết chính là cách để thúc đẩy quá trình tái tạo được diễn ra nhanh chóng từ đó sẽ làm chậm quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Tẩy đi lớp sừng già cỗi sẽ mở đường cho các dưỡng chất dễ dàng thấm sâu vào từng tế bào, đồng thời phát huy hiệu quả về tác dụng chăm sóc da. Trong sản phẩm tẩy tế bào chết đô 225ml sẽ có chứa đầy đủ những thành phần chính quan trọng như Lysergin sẽ giúp kéo nước từ lớp ngoài cho đến tầng sâu hơn của da, đồng thời sẽ cố định được các liên kết về độ ẩm cho làn da thêm mịn màng và được cải thiện rõ rệt. Acid tetric giúp bạn làm sạch lỗ chân lông và loại bỏ được lớp dầu thừa ngăn ngừa được sự mất nước cho da. Dầu hạt maca, trong hạt maca có chứa nhiều hàm lượng omega 3, axit amin và dầu tein cùng với đó là các axit cung cấp thêm độ ẩm và tăng thêm độ đàn hồi. Dầu cám gạo Oryza sativa nhằm loại bỏ đi tế bào chết một cách dịu nhẹ và cân bằng được độ ẩm, ngăn ngừa được tình trạng bong chóc, nứt nẻ, khô da hiệu quả. Hiện nay có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, tẩy tế bào chết đô 225ml chính là sản phẩm chăm sóc cho da body hiệu quả, liệu tẩy tế bào chết da mặt được không? Đặc điểm của sản phẩm dành cho da body và da mặt đều có tính chất khác nhau. Da body có sức đề kháng cao hơn, bởi chúng ít tiếp xúc với điều kiện môi trường bên ngoài, đặc biệt là bụi bẩn hay ánh nắng mặt trời. Đồng thời tế bào chết ở trên da body lúc nào cũng nhiều hơn và khó có thể loại bỏ được hơn so với tế bào chết trên da mặt. Do đó tẩy tế bào chết cho da body phải có khả năng tẩy mạnh hơn, trong khi đó da mặt lại khá mềm mỏng và nhạy cảm. Bởi đây chính là vùng da phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài như bụi bẩn, nắng gió, thậm chí là những tác động từ bên trong cơ thể. Do đó mà tẩy tế bào chết da mặt cũng cần có loại tính chất dịu nhẹ hơn. Không riêng gì với sản phẩm tẩy tế bào chết đô 225ml, mà đối với bất kỳ loại sản phẩm tẩy tế bào chết body nào đi chăng nữa thì cũng không thích hợp sử dụng cho da mặt. Theo đó bạn đã có được đáp án cho câu hỏi tẩy tế bào chết đô có dùng cho mặt được không rồi phải không nào? Tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.